Nam sinh không qua khỏi cùng mẹ ở Vũng Tàu học lớp chọn, 3 năm liền là học sinh giỏi. Nam sinh không qua khỏi cùng với mẹ giáo viên với vết cắt ở cổ ở Bà Rịa Vũng Tàu là em Hồ Việt Hát, học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Một thành viên ban giám hiệu trường trung học phổ thông Nguyễn Du tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ với báo chí. Em Hát là học sinh lớp chọn của trường, có học lực tốt. Cụ thể trong 3 năm học ở trường trung học phổ thông Nguyễn Du, em Hát có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Hát là học sinh có ý thức học tập, rèn luyện tốt, chăm ngoan học giỏi. Tuy nhiên qua thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và bạn bè thì em hát có nghiện game. Trong quá trình học tập, em hát khá thụ động, ít giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Đôi lúc có phản ứng gay gắt khi bị giáo viên nhắc nhở vì không làm bài. Theo thành viên ban giám hiệu trường trung học phổ thông Nguyễn Du, khi nghe thông tin em hát không qua khỏi cùng với người mẹ là giáo viên, mọi người đều bàng hoàng. Bởi trong thời gian qua khi trường tổ chức ôn thi tốt nghiệp, em hát đi học đều và không có biểu hiện bất thường. Em hát vừa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 cách đây vài ngày và và tham gia đầy đủ các môn thi, chấp hành đúng quy chế và không có biểu hiện bất thường. Như báo chí đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, sau khi ngủ dậy, con gái của chị Lê Thị Tê, chú ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đi ra sau bếp thì phát hiện mẹ nằm úp mặt xuống nền gạch với nhiều máu. Lúc này bé hoảng hốt chạy vào phòng ngủ gọi anh trai là Hồ Việt Hát 18 tuổi thì phát hiện anh cũng đã không qua khỏi, có vết cắt ở cổ bên cạnh còn có con dao dính máu nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ